À, xin chào các bạn đến với kênh Nhà Nông nha. Clip hôm nay mình sẽ đi dẫn các bạn đi hái dừa nha các bạn. Đi hái dừa chặt út. Ok, tại vì dừa nhà mình dừa thấp cũng có mà dừa cao cũng có. Thì mình bây giờ mình sẽ hái dừa thấp thôi. Chứ hái dừa cao sao biết kìa. Đi. Thì vô lấy thang này. Lấy liềm nha, liềm phè dừa uống đi. Nhớ cái thang trước bỏ chỗ nào rồi ta? Thang mình chặt chuối mà bỏ đâu đi? Ai mượn không ta? À, y như là có người mượn cái thang rồi. Không, vừa trè lên trên cái dừa kia hái luôn. Tại nó có một cái bức tường á. Đi, trè lên trên đó hái luôn nha. Đây. Thì dừa cao mình cũng có luôn đó, mấy cây dừa cao trên kia cũng có, dừa thấp cũng có. Thì bây giờ mình hái dừa thấp thôi, hái chặt uống khát nước quá, lau đi chặt dừa uống. Mình nghĩ là nó đúng nào rồi đó. Đây giờ mình chặt cây dừa đây các bạn, bây giờ mà đây trái dừa đây nè, bây giờ mình sẽ hái trái dừa đây nè, nó thấy không? Giờ mình trè lên bức tường đây mình hái, nếu mà có thang thì mình trè lên rồi, thang là bách lên đây dễ, thang ngắn dừa mình phải trè lên bức tường và hái. Ok rồi, mình sẽ để máy quay vô đây mình lên mình hái dừa nha các bạn. Rồi lên xuất phát. Mới trèo lên tí đã có dừa rồi đó, bây giờ mình sẽ chặt uống luôn tại chỗ luôn nha, coi thử là nó có đúng nào hay không nha các bạn. Giờ mình sẽ chặt ra uống thử luôn, coi thử đúng nào hay không. Mình nghĩ là trái đây là đúng nào rồi. Thank you.
tại do đây là cái lìm các bạn có chặt hơn, cái lìm nó yếu hơn cái rựa. Có cái rựa chặt nó nhanh. Ồ, đúng nào các bạn. Đây mình không hái làm để nó già cuốn. Ok. Thì vào luôn các bạn. Đúng nào luôn nè. Như thế này mà mình hái được rồi nè. Chứ không là để nữa là nó già. Làm ra nó uống nha, uống thử ngon không? Wow, tuyệt vời. Đúng là dừa nhà trồng có khác các bạn. Ngon quá. Dừa ngon ghê, ngọt lật luôn. Đây là cây đây mà tự nhiên nó ra dừa lứa này các bạn. Đây này, nó có mè đây là dừa lứa này, còn cái mè tấy này nó khác. Cái dừa đây nó người ta kêu dừa lứa nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Nói chung là cái vườn đây có dừa, có chuối, rêu rác. Mít mình cũng có trồng một mớ về kia luôn nha các bạn. Đó, đây viên đây là nguyên một cái bụi chuối chát này nha. Còn phía bên kia nó là chuối sứ nhiều lắm. Cứ quằn ở vườn đây rồi trồng re rồi ăn. Nghề thì mình cũng có đi làm bên điện nha các bạn. Mình cũng có một cái kênh kỹ thuật điện á. Thì kênh đó cũng được 7-8 ngàn lượt theo dõi rồi. Mình chuyên làm điện âm tường đi nhà mê rồi đó, camera nữa nha. Rồi các bạn thấy hay thì nhắn đăng ký kia nè cho mình nha, để mình chia sẻ cho cái nhà nông, cho bác sĩ. Rồi chào tạm biệt các bạn.